100 tiền mã nữa nè. Giá trị tương đương. Phần uống rượu một bình to trong 2 phút. Còn mấy bạn này mình cũng tranh điểm nè, nhưng nó không được giải gì hết vì nó cả. Vì nó ca không, nó ca dở quá nên nó không được tiền thưởng, chứ không phải là mình tranh điểm xấu đâu à nha. Mình thì không nha, vì mình là người trang điểm cho các bạn trẻ trong clip lần này. Nếu thích clip xin nhờ bấm like và share và đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh giùm nha. Còn bây giờ chào, hẹn gặp lại trong clip lần sau. Thanks so much for watching. Share.